Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel và mình là Chideo Game đây. Bên mình vẫn nhận chạy các map từ 5 đến 15, nói chung là tất tần tật luôn anh em nhé. Và bên mình có nhận nạp game giá rẻ và có thêm một cái gọi là refund tiền cho anh em khi anh em nào muốn nghỉ game. Thì cái refund này thì anh em muốn biết chi tiết thì có thể inbox mình, và nạp game giá rẻ thì anh em có thể inbox mình luôn. Ok, thì mình sẽ quay về vấn đề chính hôm nay là Ark này, Violet Server S53. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Hiện tại đang là top lực chiến của cùng server S53. Cùng này nó gộp rồi thì phải á. Thì đó, thì mình lại được tin tưởng, được bàn Nguyễn Bình tin tưởng cho mượn Ark để gọi là đập đồ cho anh em xem. Đấy, bạn ấy tin tưởng mình đến cái mức độ đó luôn. Và bạn ấy cũng thường... gọi là nạp game ở mình đấy, nên là anh em nào có nhu cầu thì có thể inbox mình nhá. Và ok, thì hôm nay mình sẽ đập cái con ác này từ set 8 lên set 10 nha anh em. Thì mình sẽ thay vào bộ đồ đi, mình sẽ thay trước nha. Truy hồn này bạn ấy đã sắp xếp sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc vào thay thôi đấy. Truy hồn này, quần thì thiên căn này, giảm va chạm mà miệng đam kim cương, cái này thấy ngon hơn, hay là giảm ăn chạm ngon ta, thì bỏ tí tiền nó cùi hơn. Tí nữa mình sẽ tải luyện sau. Truy hồn nhá, ngọc bồi thiên căn và nhận là truy hồn. Ok, ok thì đây là xét đồ của bác ấy. Sau khi tháo ra thì còn lại 124k lực chiến. Thì bác ấy còn có thêm 4 món đỏ này, đây là mình muốn 4 món tiếp tiêu đấy, nhưng mà bác ấy muốn lên đồ bậc 10 hơn thì mình sẽ gọi là mở rương. Đây, ghi giây phút huy hoàng nhất đây, mở rương cho anh em xem nhá. 101 cái chìa khóa. Và cái tay của mình hôm nay, mình nói thật là mình chạy ải thuê á, cho mấy bạn kia mình bóc skill rất là đen luôn, và không biết vào đây thì sao, thì thử thôi, ai biết được nhá. Đầu tiên này, ý rồi gì đây, đấy, ôi trời ơi, đắng quá nè, mà lên tím mà nó không ra gì. Rồi tiếp cái thứ hai nhá. Rồi thôi, tay bóc rồi anh em ơi, tay bóc gì rồi. Cái thứ ba, thôi chết tôi rồi, chết tôi rồi. Cái thứ tư, ui sao đen thế nhờ. Làm cái gì đó nhá, vào thử vào ải thoát ra đi, cho nó vào ải đánh ải đi, rồi thoát ra cho nó đỡ đen đi. Đâu mà đen thế nhờ. Đấy, vào ải 9 nha, đánh ải đầu thôi, máy nó mình hơi bị giật xí đó, đánh lại đầu thôi rồi mình thoát ra đi. Đen quá, đen quá, đen quá, đen quá trời ơi. Mở máy rương rồi, tiếp theo nhá, mình mở tiếp nhá, tiếp này. Đấy anh em, ô trời ơi, trùng với cái quần rồi, trùng với cái quần rồi, trời ơi, trùng với quần này anh em ơi. Ôi xong rồi, trời ơi, ra quần hoài luôn á. Thôi xong tôi rồi, xong tôi rồi, bác Violet ơi, xong em rồi bác Violet ơi. Trời ơi, còn có mấy chìa đen thế nhờ. Đây không tả nổi luôn. Trời ơi, hôm nay đi ải cũng đen nữa. Hôm nay ngày gì đâu rồi. Thôi xong, xong phim. Rồi. Trời ơi, đen quá, đen quá, đen quá. Trời ơi, quá đen luôn. Đúng là hôm nay gọi là không được may mắn anh em ạ. Từ cái việc chạy ải thuê cho đến việc mở rương luôn. Thôi ok, nhắn tin chủ ác rồi, thì chủ ác nói không sao, tôi không sao thì nhà lòng rồi. Thôi không sao đâu anh em ơi. Rồi, ok, mình sẽ trang bị đồ vào trước nhé. Trang bị đồ vào trước thì mình sẽ đúc viên đá bậc 2 này, viên đá bậc 5 nhé, và viên đá bậc 3. Như vậy là mình mở rương gọi là mở rương 3 ác rồi, mà không bao giờ nó ra được món cao anh em ơi, không hiểu tại sao luôn. Hôm nay nói chung là hôm nay không được có gọi là may mắn cho lắm, hay là mình chọn sai giờ ta anh em, hay là mình chọn sai giờ nên là gọi là không có may mắn lắm. Ai xa, buồn quá. Ồ, có bác này có viên 6 này.
mình gắn tạm thôi, còn bác ấy vào gắn viên nào đó thì gắn đó. Mình gắn tạm thôi để xem được tiếng sau khi update lên thì sẽ được bao nhiêu. Còn đôi giày nữa này, gì vậy ta? Rồi ok. Thì sau khi mà ấy lên được á thì là đang là 133k. Rồi bây giờ mình sẽ đến lượt là bác này có đồ 12 luôn, hay là khuyên bác ấy nên chơi lên 110 cho đồ 11 ta, cho nó mạnh ta, mà lợn mà rương rồi thì chơi luôn anh em ơi, chơi đi, tới đi, mở khóa luôn đấy, mở khóa đập tách ra anh em nhé. Trời ơi, một pha mở rương gọi là đi vào lịch sử. Nên vậy là ở những cái clip lần sau mà anh em nào muốn mình đập đồ thì trước tiên anh em mở hết chìa khóa đi đấy, rồi sau đó mình vào chỉ cần đập thôi đó. Ok, mình sẽ vào tắt hết nha. Hiện ối đâu rồi, vào tắt đi, 1 2 3 4 5, mấy năm năm món à, còn món nào chưa mở khóa ta? 1 2 3 4 5, ủa sao 5 món thôi? Cái áo truy hồn, cái áo truy hồn chứ đấy. Rèn khảm đá lại, suýt nữa may thôi mà phá nhầm lại anh em ơi, may thôi bị chủ ác mắng vốn. Áo truy hồn đúng ta, truy hồn thiên canh này, truy hồn này, truy hồn thiên canh rồi. Ok, 4 truy hồn 2 thiên canh chuẩn, không cần chỉnh. Rồi mình sẽ vào tách đây, tách món đầu tiên thì anh em khi mà lên được bậc vàng sẽ nhận được 7 đá nhá. Đấy, 45k. Ok, mình sẽ tắt hết luôn đi cho nó nhanh nha. Hoàn lại được 25k rồi, 70k là như vậy là thiếu rồi anh em ơi. 70k thì giống như cái ác của mình rồi, như vậy là khả năng là thiếu thiếu tầm 10k nữa. Đấy, thì không có đủ rồi anh em ơi. Đó, coi còn tách được cái gì nữa không, hết rồi tách rồi đó. Nhưng nếu mà chơi set này thì khả năng thiếu anh em nhé. Ok, mình sẽ tẩy liền nhá. Đầu tiên ý ý nhầm 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 trời ơi, nhầm nhầm nhầm, quên đâu rồi, đúc đây chứ, trời ơi, nhầm nhầm nhầm. Sorry anh em nhá. Đây HP Max này, hồi thảo dược này, hồi thảo dược mình sẽ tẩy liền đi. Hay là mình chờ lên kia tại luyện ta, đâm đao này, đâm nỏ này. Thôi đúc đi, 300 350, 400, 450 là 900, 900 với 600 là 1550, là lên được tím anh em nhé. 300 này, 650 này, 1005 này, và 450 là 1500 nhé, đúng không? 1500 là sẽ lên tím anh em nhé. Đó, 1500 nha, anh em chú ý giúp mình nhé. Đó, 300 này, 350 này, 650 này, 400 là 1105 này. Đó, 1500 nha. Đập sướng lắm anh em ơi, cảm giác đập đồ rất là sướng. Kiểm tra kỹ coi. Truy hồn này, truy hồn này, truy hồn này, thiên canh này, truy hồn này và thiên canh. Rồi, bàn này có hai cái quần tiếc quá, hai quần thiên canh luôn. Để mình coi có dòng gì không. Độc cô cựu kiếm, cùi bắp, tự hào thành công, quá cùi bắp, dịch cân kinh, có dòng dịch cân kinh với hồi thảo dược thì mình thấy cũng được. Đấy, đâm đao thì nó hơi cùi lắm anh em ơi. Thôi mình sao ta, bây giờ sao ta, giờ nên tẩy không? Thôi tí là để chủ ác vào tẩy đi, tay mình nó đen lắm, mình chỉ đập đồ thôi. Ok, mình sẽ đúc tiếp nè. 500 này, 600 là 1k1 này, 600 nữa là 1k750 này, 1k750 với 700 là 2k350 đó, 2k350 sẽ lên được món cam anh em nhé. Tiếp này, hai phát này, ba này, bốn này, đó kiểu này thì khả năng là không đủ đá rồi anh em ơi, nên thôi kiểu là thôi không nói vấn đề đó nữa, mình chú ý đập đồ đi đó. Nói nhiều quá chủ ác cũng không cho mượn ác nữa bây giờ đó. Ok,
thì sau khi mà nâng lên được á, thì lên được 136 vàng được chiến anh em nhé. Tiếp theo mình sẽ đập luôn cái xét này lên đỏ nhá. Ôi mà chém nó quên. Phát nhất 800 này. K7 này. K7 với K là 2K7 này. 2K7 với K1 là 3K8. Đấy, 3K8 thì nó sẽ lên đỏ anh em nhá. Đó, anh em chú ý giúp mình. 2. Đập tiếp này. Đó, dòng này được gì không? Này đam hỏa cùi bắp à. Ôi sinh lực. Cùi quá, để tí nữa chủ ác vào đổi đi. Mình đổi đen lắm. Chủ ác thích dòng nào thì đổi dòng nó. À được dòng né kìa. Dòng né cũng được ấy. Có thêm đá né nữa thì nó tỷ lệ nhận vàng á. Tỷ lệ nhận lá vàng cũng không mấy ổn lắm. Cái này đâm đao thì tất nhiên là phải tẩy rồi. Đó, mình đi trên nọ mà. Nhưng mà ui trời ơi, đâm đao mà có dòng bảo kích anh em ơi. Ai chà, ai chà chà. Sai lầm quá anh em ơi. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Đâm nọ này chắc là chủ nhân muốn có một cái đâm nọ, nhưng mà cái dòng ẩn thì đâm băng. Rồi còn 28k. 28k thì mình sẽ đập cái, tất nhiên mình sẽ tìm cái nọ vàng đập trước nha. 1k2 này. 1k3 là 2k5 này. 2k5 mà 1k5 là 3k này. 3k với 2k là 5k. 5k là 1, 2, 3, 4. Được 4 món anh em ơi. Thiếu một món nha, thiếu một món tiếc nha. Nếu mà lên được thêm hai, mở ra được hai món cam nữa thì ngon đấy, nhưng mà thôi. Ôi lát hả, ôi trời ơi, trời 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 trời, em đang đập đồ mà lát gì ông anh đấy. Lên vàng nhá, chờ tiếp theo thì sẽ là cái này nhá. HP mắt. Đấy. Được cái dòng bạc phít ngon quá anh em ơi. Ồ, còn có 4k4. Ủa, sao hụt rồi ta? 4k4 thì mình sẽ đập đập cái quần hay cái giày ta. Cái nào cũng được, cũng như nhau. Đập đi. Được 4 món. Tối đắc là mình để cái điểm này để cho chủ nhân vào thì hoặc là có tẩy hay không tẩy thì tùy vào ác chủ nhân nhá. Đấy, thì rồi sau này nó nhảy vàng mà cái này nó không nhảy. Anh em thấy không, cái này nó chày mà cái này nó không chịu chày này. Đó, thì sau khi mà ấy lên được á, là lên được hình như có 32k lúc này là như 140 mấy vàng đúng không ta? Xét 8 ấy. 140 mấy vàng hay là mình có bị sai gì không ta? Sao mà lên ít vậy ta? Thiên canh truy hồn đúng mà. Đó, nó lên, nói chung là lên cũng không được nhiều. Đấy. À, nhưng mà thôi. Nó lên được bao nhiêu thì nó lên. Ai biết mà gì được nó đâu. Đúng không anh em? Đó, tiếc quá mở này nó ra truy hồn, ăn ra thiên canh, ví dụ ra được cái món khác thì nó ngon. Đấy, để biết bao nhiêu là đá. Công nhận đánh quá. Rồi, ok, cái vụ đập đá thì đã xong rồi. Và mình sẽ review sơ qua một số cái kim mạch cho anh em xem nhé. Thì ác này về thú cưỡi thì bác ấy đang sở hữu tất cả các dàn thú cưỡi đang hiện có hiện nay. Và những dàn này thì có một sao, có hai sao, có nói chung là nhiều sao lắm. Đó. tiếp theo là cái áo. Áo thì thời trang bác ấy thì gọi là dân chơi. Nên là áo thời trang thì luôn luôn có nha anh em. Cái gì cũng có. Ở đâu rồi ta? Quên. Nọ này, nọ thì tất nhiên bác ấy sẽ đập những cái nọ mình lên lên sao lên, tăng cấp lên sao lên để cho gọi gì? Để cho tăng cái đâm nọ anh em nhé. Quạt thì cũng vậy, quạt thì nó đi theo đâm nọ rồi nhá. Ok, về pet thì bác ấy đang sử dụng hai con pet, một con 200 này và một con 200, hai con 400. Review sơ qua thôi để cho anh em xem thôi. Cảnh giới thì đang ở sở hướng phi Mỹ nhá. Đó. À, còn gì nữa ta? Cánh hả? Cánh đi. Cánh thì bác ấy một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, đếm mệt quá mọi cánh luôn. Đấy, à, có 50 cánh. Đó, 50 cánh, anh em thấy đấy. 50 cánh và một sao. Một sao đoạn lên. Cánh là một sao. Đơn dược thì bác ấy tập trung vào ATK là chủ yếu nhá. Và đúng rồi, tập trung vào điểm ATK là chủ yếu. Đấy.
Ok, về Thiên Phú này thì bác gái đầu tư về vào Thiên Phú rất là nhiều luôn. Đây mở ra rất là nhiều đồ luôn. Đây gọi là, ủa sao bác ấy không trang bị ra, trang bị này hả? Chà, cái này đủ cấp rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ xem nhé. Thiên Phú này, đam nọ này, level 62 này, đam máu này, cái này gì đây, lâm đấu này, lâm đấu cam nhá. Thì ca còn xuyên thấu này, hai cái lâm đấu này rất là ngon luôn. HP max này, quang ngừ Atika này, đam nọ này, và gì đây, HP max. Để mình xem con cá này, con cá này có một lâm đấu, hai lâm đấu, ba ô, ngon nhá. Tăng được cái 18% của lâm đấu đấy, và một cái tinh nhật cái gì ta, để mình xem đây. Tinh nhật là HP max thôi, nhưng mà lâm đấu thì bác ấy đang sử dụng hai cái màu cam này đó, tăng được 18%, nên là đam rất là cao luôn đó. Đây có một lâm đấu này, đây có hai cá này, trời ơi, ác ngày giàu nên là đồ gì cũng nhiều hết á. Thì mấy cái này thì tí nữa nói bác ấy tách ra đi để mà có điểm mà nâng mấy cái này lên ha. Năm đấu có đủ rồi. Cái thằng này có trang bị được không? Có, thằng này trang bị được, bác ấy không trang bị này đó. Ok, thì đó là cái Thiên Phú về kinh mạch. Kinh mạch thì bác ấy đang ở nhầm mạch tầng 6, hết pin luôn. Nhầm mạch tầng 6 nha anh em. Thì đây thì ATK bác ấy là 1K380 đó, và HP max là 5520 đó, giảm sát thương 290 đấy. Thì mình định khuyên bác ấy đập đồ đỏ này, nhưng mà thôi lỡ đập đồ 10 luôn đó, đập đồ 9 lên đồ 8 lên đồ 9 cũng không bao nhiêu được tiếng, nhưng mà đập lên đây thì mở rương nó hơi bị đen, nên là thọt đá cũng nói chung là khá khá thôi, không sao. Tiền đâu còn có đó nha. Ok, nay mình review xong con ác cho anh em xem rồi đấy. Thì những anh em nào xem video mình thì cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhé.